Ở nay mình thu hoạch cũng được gần thùng Apple bạn, còn có chừng 2 tấc, 2 tấc nữa mới đầy nha. Với mớ ghẹ này, cua nè, với tôm đất mình gọng lại. Thì clip đây mình cũng tạm ngừng các bạn. Kết thúc. Kết thúc clip đây thì chúc cho bạn xem một buổi tối vui vẻ clip mình đi săn bắt tôm bạn. Bye bạn nha, nếu mà thấy clip mình hay thì hãy cho mình một like và chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi mình những clip tiếp theo. Bye bạn nha. Chào các bạn đến kênh Văn Trần Cà Mau bạn. Bữa nay tới nước mình đi sổ vuông tôm bạn ơi. Tối quá, đêm các bạn. À, trời đang tối nè, nó. Đây, bố mình đang đổ đục các bạn. Đó. Nước này có tôm bạn ơi. Đầu tiên các bạn. Đó, tiếp em ơi. Ôi. Gì? Rồi khui nha anh em ơi. Múc thùng nước cá anh em. Nè nè. Không không, thùng nước này để tôm. Thùng nước tôm nó chứ không gì nữa. Thùng nước tôm con mà. Thùng tôm bự á. Múc thùng nên thùng nước để tôm bự. Đó đó. Khui anh em. Khui. Xin đằng kia chút, xin kia chút. Ở chút. Rồi có con cua luôn. Ồ, số quá bạn. Đạp bằng nha. Bỏ lại phải không? Hãy đi. Hãy ra chạy lấy tao cái nắp này nè. Múc nước dữ trời vậy. Ai biết giang nó kêu quá. Ừ, múc nước vô đừng cho nó đen cơm. Vậy không? Bự bự riêng hay là nhỏ riêng? Đại vô đi. Ừ, đại vô đi. Để thùng sau bên đây, xích lại mới thể được. Bữa nay không đem cái chung quay thôi, rồi để lên ngang ngang nữa. Okay. Nào không đem chung quay thôi các bạn. Mình cầm tay vừa lụm vừa qua cho bạn xem luôn. Đừng cua nữa các bạn. Mùa già. Lúc lát nữa cho bạn nhìn rõ nha. Già luôn. Còn con. Số 2 không bạn? Đó, em chưa. À dạ, đúng quá. Số này 30 con ký bạn. Số này giá nó không có tiền thôi. Số này mình đây bán được 178 nha. Mình nổ ha. Thật sự này bán nó. Bán 150 rồi bạn. Bữa nay có con cá này lạ bạn. Có út luôn nè, nó ra vuông luôn nè. Có út. Út nè. Gai đi. Anh thấy người miền Tây thu hoạch tôm ham không? Này thả lại vô đi. Bắt luôn, bắt luôn. Dạ. Ờ bắt luôn. Đù, giật thằng. Cái chút trắng mà nó phải có. Ấy da, đụ mẹ mày. Sao chỉ thể đây? Bắt thấy vô ổ để luộc nó. Không biết mấy con như thế này con gì không, con guốc nè bạn. Con này con guốc nè bạn, thường thường ăn bắp xào là người ta để con guốc này bơi khô các bạn. Đó, nè nhóc luôn nè mà mình không có ăn bạn, bỏ luôn. Bạn có lắc lắc là do mình không có cầm trên quay nha, tay mình lụm tôm nè, bạn thấy không, tay mình lụm tôm nè. Người ta mình cầm máy quay nên nhúng nhích nhúng nhích nhúng nhích. Cái giò đạp nè. Nhúng nhích cho nên máy nó hơi lắc lắc nè. Đù. Cái chốt trắng nè, chứ không phải cái út đâu. Ừ cái chốt mà. Dạ. Chốt nó ngon luôn. Được cái chừng 10 con kho nghệ kho. Hiếm à, 10 con là hiếm à. Hồi đầu cũng lượm xin cái đây kết thúc của anh. Tí nữa đục sau mình lượm tiếp anh xem nha. Đổ mình lụm tiếp cho bạn xem nha.
Này không ai mua tôm mà đổ vuông mà lụm vô bạn xem đâu nha, không ai rảnh đâu. Mà mua về cũng nó cũng chín ngắt rồi mà, này bạn thấy sống thành chạch tươi gói luôn. Như nhầm người coi không biết, nói mua tôm mua cá đổ xuống rồi đặt bẫy rắn rồi bắt rắn thả vô bẫy, mua rắn hổ thả rồi rắn chào dòm, thứ ngu học quá bạn, không biết cái gì chứ cứ nói câu cá mua cá 5-7 kg thảy xuống móc thảy xuống rồi về dèo con cá là thiên nhiên. Người ngu học vậy bạn ơi, cứ nói rồi bẫy rắn mua rắn hổ hành rồi rắn hổ đước rồi rắn hổ đất rồi hổ hèo rồi mua thả đó đang làm clip mua bắt rắn hổ thả đó, bắt rắn hổ thả bạc bỏ vô bạc nói không nha con rồi. Bạn thử con rắn hổ bạn dám bà bắt nó không, rồi thả vô đó nó cắn chào đòm luôn. Mình coi clip mình coi thích coi thì coi, không coi thì mình đi ra ngoài đừng á spam lên những cái câu nói mình không có thích. Lựa mấy guốc này về làm năm guốc thiệt bạn, mấy bạn không thích xem thôi. Bạn đi ra cũng đừng dislike của người ta, họ ta làm một clip đâu phải dễ, bạn thức khuya dậy sớm ý tưởng của người ta, bạn vô dislike của người ta là mất biết nhiều thành quả của người ta, thà không coi mình đi ra chỗ khác, còn coi vô nói này kia mình không có thích nữa bạn. Thôi để lúc sau mình quay tiếp bạn xem nha, nó nói hoài. Bắt đầu mình đi đổ đục thứ hai nha mọi người. Mình không có đèn trải sáng cho nên nó hơi tối nè, tắt cái thú nè. Có cua nữa. Đụng cua nữa mọi người. Mình đi vô đổ nha. Lên lấy cái ghế ra. Nè cua nãy nè, bẻ càng hết rồi, chút vừa luộc luôn. Mình trộn con nữa luộc nữa nè. Ui mọi người ơi, ui nó chạy kìa. Nè sức nè, ngon không? Tôi gói luôn, chập 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 luôn nó. Đậu là mình làm được nhiêu mọi người? Con này thụng nha. Dạ. Con đậu á. Con cá kèo đỏ là bự quá mọi người. Đây con nữa nè, hai con luôn. Bắt cua luôn đi, chết luôn bây giờ. Ngồi này không có ghẹ luôn. Ta dặn ghẹ. Ta dặn ghẹ không có ghẹ luôn. Trong đất, trong hơi đất. Rồi, lúc này cũng mình kết thúc rồi mọi người. Đây là gần đầy rồi, chưa đầy nha mọi người. Đục thứ hai ít hơn đục đầu rồi. Mình kết thúc đầy đục hai nha, để mình đóng cống mình nghỉ các bạn. Cống các bạn. Mình nghỉ thu hoạch tôm nha, nãy giờ cũng lâu rồi, nước nó chảy ra, giờ nó mình đóng cống lại đừng cho nước chảy ra, bây giờ mình thu hoạch tôm nha. Nghỉ ca đâu rồi?
cao thôi. Nước còn đang chảy ra mầm rồi. Đặt cái bụng này xuống là nước hết chảy rồi. Đó, đó nước hết chảy rồi đó. Mình kéo cái đục lên đổ tôm rồi. Tôm bún mà đó, tôm bún tập tập không có con cá gì bự. Đừng dẹo bạn ơi, con cá cạn rồi. Ủa dẹo rồi còn nhiều được cái dừa khô đó bạn. Vô thì có mỏm với dừa khô. Kính thưa các loại, giờ mình vô đổ bạn. Giờ mình khui tiếp nha. Khui này. Rồi, khui. Ủa, tập con nhiều quá. Cái gì khô khó luôn. Trời ơi, bạn coi nè, trong trái dừa này có tôm nữa bạn. Nó có mấy con nha, một con tôm nè. Lại chưa? Vâng. Tôm chung vô ăn dừa khô đó. Nè, chung phải cá này đi. Hai con nè. Lại chưa? Còn đây gì nữa không? Còn tôm nữa bạn. Tôm bạc. Ây da. Ý, con này mới lạ nè bạn. Con cua đá cũng núm bự nè. Con hỏi mình quay cho bạn coi là bằng tay cá con này quá bự ơi bạn ơi. Nè, bằng lòng bằng tay luôn nè. Đó. Bự chưa? Mình kiếm hai gói lại đang mình chụp nó bạn. Rồi. Đó, chút gì mình luộc bạn cua nữa nè. Đó, có cua này nữa nè thấy không? Đó. Cua ghẹ nữa nè. Rồi con ghẹ.